Tiếp tục chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình tìm hiểu về nha khoa với chủ đề mòn răng do bác sĩ Trần Xuân Vinh thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Chào mừng quý vị đến với chương trình tìm hiểu về nha khoa. Đề tài hôm nay là mòn răng. Mòn răng, tiếng Anh là tooth wear. Đó là một chữ để diễn tả sự mất mô răng mà không phải do sâu răng, nghĩa là không phải bị nhiễm trùng, chấn thương hay do rối loạn phát triển răng. Có nhiều yếu tố gây ra mòn răng và hiện tượng mòn răng đã được quan sát thấy gia tăng nhiều. Theo một nghiên cứu ở Anh, hai nhà nghiên cứu Drugmore và Rock năm 2004 đã theo dõi 1.753 trẻ em ở tuổi 12. Trong vòng 2 năm, hai ông đã nhận thấy 59% các trẻ em này có hiện tượng mòn răng. Mòn răng được chia làm 4 loại như sau. Đầu tiên là mài mòn, tiếng Anh gọi là abrasion do tác động của lực ma sát bên ngoài. Thứ nhì là mài mòn do chất hóa học, tiếng Anh là erosion. Thứ ba là mòn tiêu cổ răng, tiếng Anh gọi là abrasion, là tổn thương xảy ra ở cổ răng. Thứ tư là mòn do va chạm, tiếng Anh là attrition, xảy ra khi hai hàm răng cắn vào nhau. Để tìm hiểu chi tiết, đầu tiên, mài mòn là do tác động của lực ma sát bên ngoài. Nguyên nhân của mài mòn là trải răng quá mạnh, bàn trải quá cứng, hay thói quen cắn các vật cứng, ví dụ như cắn chỉ, cắn bút, thói quen nhai các thức ăn cứng như nhai đá cục. Đặc điểm là răng nanh và răng tiền cối thường hay bị mòn. Tổn thương thường phụ thuộc vào vị trí của nơi bị ma sát. Bề mặt có dấu hiệu của mài mòn sẽ có hình tròn hoặc chữ V. Thứ nhì, mòn do chất hóa học mà không có tác động của các vi khuẩn trong miệng. Các chất hóa học có độ pH thấp khi đưa vào miệng làm cho hư hoại các tinh thể hydroxyapatite. Thức ăn, thức uống có nhiều chất axit với độ pH dưới 5.0 đến 5.7 đưa đến nguy cơ mòn răng. Sau đây là pH của một số các thức uống theo Keller và Bishop. Nước Pepsi là 2.95, nước Coca-Cola là 3.05, nước cam là 3.50. Ngoài ra, hội chứng axit trào ngược thực quản từ dạ dày do phần cuối của thực quản trước khi đổ vào dạ dày bị hở. Vì thế, chất axit trong dạ dày trào ngược vào thực quản đưa lên miệng, đặc biệt về đêm, gây ra chứng hao mòn răng. Có thai cũng gia tăng nguy cơ mòn răng vì áp suất trong bụng tăng khiến ói mửa. Người nghiện rượu cũng có nguy cơ vì thường hay ói. Các nghề nghiệp có tiếp xúc với các chất axit như hít hơi từ bình ắc quy, rửa phim ảnh, các chất hóa học diệt sâu bọ cũng bị ảnh hưởng. Người thường hay bơi lội tiếp xúc với nồng độ cao chlorine trong nước có thể gây mòn răng. Đặc điểm của mòn do chất hóa học là tổn thương hóa học làm bề mặt men trở nên trong suốt hoặc tạo ra một hình lõm đáy chén, tổn thương nhiều răng liền nhau. Thứ ba là mòn tiêu cổ răng, là tổn thương mô cứng trên bề mặt của răng, xảy ra nơi cổ răng. Nguyên nhân vẫn còn nhiều bàn cãi và nhiều học thuyết đưa ra để giải thích. Tuy nhiên, nguyên nhân là do tác động của hai hàm răng lên nhau khi nhai hoặc cắn. Nếu hai hàm không ăn khớp đúng và lực tác động lên răng bị sai, sẽ tạo ra một sức ép làm cong răng. Sức ép làm cong răng từ từ sẽ tạo ra các vết nứt nhỏ ở vị trí yếu thế của răng là cổ răng, do đó gây ra hư hoại cổ răng. Đặc điểm của mòn tiêu cổ răng đó là sự tổn thương có hình cắt góc ở vị trí cổ răng tại đường ranh giới cement ngà trên một răng đơn độc. Cuối cùng là mòn răng do va chạm, là hiện tượng mòn răng xảy ra khi hai hàm răng cắn vào nhau và gây ra sự va chạm ở bề mặt của răng. Nguyên nhân được xem như là một hiện tượng sinh lý và một phần tiến trình lão hóa. Khi nhai hoặc cắn, lực tác động của hàm trên và hàm dưới gây ra hao mòn ở bề mặt răng qua rất nhiều năm, nghiến răng cũng là một nguyên nhân gây mòn răng. Đặc điểm, nếu bị mòn nhiều sẽ gây ra nhạy cảm răng và e răng.
thường xảy ra ở mặt cắn. Các răng có chiều cao gần bằng nhau, mặt tổn thương phẳng trong giai đoạn mòn men. Nếu bị nặng hơn, lớp ngà răng có thể bị lộ ra và làm cho răng dễ bị nhiễm trùng. Tốc độ mòn của ngà nhanh hơn tốc độ mòn men, nên tổn thương có dạng hình lõm đáy chén. Việc chẩn đoán bệnh mòn răng sẽ dựa vào triệu chứng, bệnh sử của bệnh nhân, các hình dạng tổn thương của răng như phía trước, phía sau có ảnh hưởng đến men răng hay ngà răng không. Cần khám độ chính xác của khớp hàm, chụp hình tổng quát răng và hàm, chụp hình bề mặt trong của răng, khám độ nhạy cảm của răng. Đôi khi, cần đo độ khô của miệng, đặc biệt ở người lớn tuổi do hiện tượng thiếu nước bọt hay khô miệng do phản ứng phụ của thuốc. Như vậy, để phòng bệnh, chúng ta cần phải nên loại bỏ những thói quen xấu ảnh hưởng đến răng như chải răng quá mạnh hoặc nhai đá cục. Nên hạn chế ăn uống có tính axit như nước ngọt có ga, súc miệng ngay sau khi ăn ngọt hoặc chua, nên uống bằng ống hút, tránh nghiến răng, nên chữa bệnh nội khoa có ảnh hưởng đến răng hàm. Việc chữa trị hơi phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn của nha sĩ. Cách chữa trị thường được áp dụng tùy vào trường hợp. Vì giới hạn của thời giờ, chúng tôi xin phép không trình bày về cách chữa trị.